Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 1 tháng 3 năm 2021, giá tôm xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể giá tôm thẻ kiểm kháng sinh hôm nay tại khu vực Sóc Trăng. Bạc Liêu như sau. Giá tôm thẻ size 40 con giá 148.000 đồng 1 kg. Size 50 con 137.000 đồng 1 kg size 60 con 123.000 đồng 1 kg, size 70 con đang ở mức 115.000 đồng 1 kg, size 80 con 105.000 đồng 1 kg, size 100 con đang ở mức 93.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu